Trong ngày 20 tháng 12, Hội người cao tuổi thành phố Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Bá Thục, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi thành phố và các phường xã. Chủ nhiệm các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh trên địa bàn thành phố. Năm 2022, Hội người cao tuổi các cấp thành phố Bắc Giang đã triển khai thực hiện và hoàn thành các chương trình nhiệm vụ công tác đề ra. Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng được đẩy mạnh, thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi tham gia, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nổi bật năm 2022, kết nạp thêm 1.631 hội viên mới, đưa tổng số hội viên người cao tuổi toàn thành phố lên 25.729 người. 97% gia đình hội viên người cao tuổi đạt gia đình văn hóa. Thành phố có 620 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi. Nhân dịp lễ Tết, có 2.847 người cao tuổi được thăm tặng quà, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Có 3.624 người cao tuổi được mừng thọ, tặng quà, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Chân quỹ người cao tuổi tại các tri hội đạt hơn 13 tỷ đồng. Quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi toàn thành phố đạt hơn 771 triệu đồng. Hiện thành phố có 2.422 cụ từ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, được hưởng trợ cấp hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hội người cao tuổi thành phố và các phường xã đã phối hợp với các bệnh viện khám tư vấn chữa bệnh cho hơn 3.200 người cao tuổi. Năm 2023, Hội người cao tuổi thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong các cấp hội và hội viên, hiểu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ hội, các câu lạc bộ, phân đấu tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 95% trở lên, nâng cao hiệu quả các mô hình câu lạc bộ của người cao tuổi, xây dựng quản lý sử dụng hiệu quả của chân quỹ, và quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi tăng cường phối hợp khám tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thăm tặng quà người cao tuổi vào các dịp lễ tết tham luận tại hội nghị các đại biểu đã phân tích làm rõ những bài học kinh nghiệm trong hoạt động của hội người cao tuổi các phường xã đề xuất kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của hội người cao tuổi xây dựng quản lý sử dụng hiệu quả chân quỹ và quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi phát huy hiệu quả các phong trào thi đua của người cao tuổi duy trì hiệu quả các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Bá Thục, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh và ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã ghi nhận biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội người cao tuổi thành phố năm 2022. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Hội người cao tuổi thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng tỷ lệ kết nạp hội viên, nâng chân quỹ và quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi quản lý sử dụng hiệu quả hai loại quỹ này, duy trì nâng cao hiệu quả các hoạt động các văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi thành phố. Các cấp hội người cao tuổi tích cực tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chính sách pháp luật, hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội tại địa phương. Nhân dịp này có 7 cá nhân được nhận kỷ niệm trương vì sự nghiệp chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. 160 ông bà được Hội Người Cao Tuổi tỉnh tặng danh hiệu tuổi cao gương sáng xuất sắc, 3 tập thể được hội người cao tuổi tỉnh tặng giấy khen, 12 hội người cao tuổi phường xã, 42 chi hội và 41 cá nhân được hội người cao tuổi thành phố khen thưởng. Hội người cao tuổi thành phố Bắc Giang được hội người cao tuổi tỉnh tặng giấy khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.